Không làm mà có ăn á, chỉ ăn rau thôi. Hôm nay được đi học thì ở nhà dọn dẹp với để cơm nước cho bố nhá. Vâng. Đừng có đi chơi đâu, để cho bố còn đi làm nhá. Vâng. Vi ơi, đi chơi không? Chúng ta đang dọn dẹp nhà cửa. Dọn dẹp gì, tí dọn dẹp đi. Thôi ok. Kìa, sút đi. Ôi, từ từ chứ nào. Sút góc bên này này. Không, cứ bình tĩnh, để tao sút nào. Đá đi, ôi, còn đá lên trời, chán không? Không, bình tĩnh là như này, như này. Thế, chuyển đi, chuyển đằng kia đi, hết giờ bây giờ. Bình tĩnh, sút phát ra cho nó. Chưa báo đây. Chuyển sang cánh phải này. Từ. Ấy, chưa. Thế. Trời tối rồi, thôi tao về đây. Về gì, vẫn sớm vừa mới chơi. Không, không về, bố thằng chơi chết đấy. Ui giời, thôi mày về đi. Ôi thôi chết rồi, bố về rồi. Đi kì đâu đấy, vào ăn cơm đây. Không ăn đâu. Ngồi ăn đi. Vâng. Ăn đi mà nghĩ. Nay không có thịt à bố? Thịt ở đâu? Không làm nó đâu làm thịt mà ăn. Không làm mà có ăn á? Chỉ ăn rau thôi. Việc bố dạy hôm nay là làm chưa? Còn chưa. Đây là lần cuối cùng bố nhắc nhở con nhé. Làm người điều quan trọng nhất là phải có ý thức và đạo đức. Con không nghe lời cha mẹ, chăm đường con hư. Bố chỉ nói thế thôi. Ăn đi. Vâng, con hiểu rồi, lần sau không vậy nữa.